Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em đi một mình này. Tại vì trong làng nó có đám rồi, không đi, không có ai đi. Em đi một mình. Cái chỗ mà có mấy cái cáo này. Em đi cửa rừng nữa nha. Cửa rừng. Người nhiều. Chỗ này là cửa rừng thôi. Chứ không vào trong rừng sâu đâu. Một mình đi rừng sâu ngại. Thấy có một cây cao trên này. Đang cành khô. Cảnh khô lắm rồi. Khá là nhiều cây đấy, nhưng mà biết lấy được không. Mấy con cáo chip nữa. Một cây lá rất là to đẹp này. Giờ hàng cũng hiếm rồi. Bên kia có 3 cây. Hàng giờ hiếm rồi nên là được mấy cây như này cũng hạnh phúc rồi nhỉ. Là nhân. Đấy. Một cây rồi nhé. Mình sẽ tiếp tục qua bên kia lấy thêm mấy cây kia nữa. Để cái này đi. Xem có cành nào để chặt được nguyên bản không. Nên là em mang theo con dao nữa.
Bên này có ba cây mọi người ạ. Ba cây như cây bé. Bám cực kỳ chắc mà. Làm được một chậu hoàn mỹ. Rất đẹp. Ở dưới này họ nuôi gà thả. Thì mọi người lại tưởng là gà rừng. Nó không phải đâu. Gà thả đấy. Ôi, cây vanda lá nhăn nữa kìa. Cây này nếu mà cắt được nguyên bản thì sướng này. Để xem cái đỉ cây này này. Đang là thì em cắt nguyên bản luôn mọi người ạ. Đang là em chặt nguyên bản luôn. Thì dế nó nhìn bám khá là chắc. Nhìn dế nó khá là chắc nên là khả năng là em mới nguyên bản luôn. Nhận được hai cây nguyên bản, bên kia có một cây nữa. Xong bên kia bên này có một cây lá nhăn nữa. Quay lại đấy con dao đấy. Để tạm đây. Ê, ê, đưa dây mất rồi. Đi được. Bỏ tất mà ra lên được. Tại vì có tất. Do lạnh quá. Đi tất, bỏ tất đi. Thì mới lên được. Tại vì rất là khó lên. Quá. Có mặt thống đất như sao, cảnh trên kia.
Không đất với cáo mà người ạ. Một dê luôn. Ôi. Nó chặt nguyên bản luôn ấy. Bạn đà là xếp này. Xếp này. Đang nụ luôn đấy. Còn con cá chip này. Này, dê nhăn. Đây. Dê là nhăn này. Mọi người thấy đẹp chưa? Chưa thấy có nụ. Cái con cũng nhăn. Cũng nhăn ít. Không nhăn nhiều như cái mẹ. Thế là cũng được. Gì? Mẹ con. Đem qua bên này. Chặt nốt cái cây nguyên bản. Cầm cù hay sao những cây này. Nên chặt nguyên bản thôi cây này. Bản rất là dài.
mỏi luôn. Ok đấy. Đẹp đấy mọi người. Rất đẹp nè. Cảo cụ nguyên bản. Rất đẹp. Em thấy một hai cây đâu nữa chứ. Tại vì hôm nọ thấy rồi nhưng mà không lấy mọi người ạ. Khả năng hết rồi. Được mấy cây đây. Trên này có một cây nữa nhé. Quả trong đất luôn. Tí khả năng là em cũng chắc nguyên bản rồi. Em xuống đấy nhá. Thì có gì em quay lại tiếp cho. À, em quay xuống luôn nhỉ. Khả năng cầm quay xuống luôn. Có một cái nhựa như thế. Hết rồi nhé. À, cái kia kìa. Một cây kìa. Thấy không? Mọi người thấy không? Khả năng cây đây em cũng chặt nguyên bản luôn. Nên em theo cái cành bên kia qua nhé. Cái kia kìa. Đấy. Khả năng cây đấy thì em chặt nguyên bản luôn. Mình chặt nguyên bản thành ra là được một ít hàng nguyên bản cho mọi người. Cây này khá là chắc nhé, do là có cái giấy của cây bên cạnh này bám cùng. Đây, đây là rất chắc. Khả năng là em bỏ cam em xuống đây mọi người ạ. Không quay được lúc cảnh xuống đâu. Tại vì cầm dao với lại cầm cây nữa nên là không ấy được. Sẽ ok nhá mọi người.